Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em nó là chiếc Hyundai Cutin phiên bản tiêu chuẩn. Thì Cutin này thì nó là một chiếc xe phân khúc MPV, một chiếc xe phân khúc MPV 7 chỗ đó, được trang bị động cơ 1.5 turbo hai phiên bản và trang bị động cơ là 2.0 turbo. Hiện tại thì động cơ khỏe nhất của Hyundai là cho chiếc xe Santa Fe phiên bản máy xăng, được trang bị động cơ là 2.5 turbo. Và đây là Cutin, là chiếc động cơ khỏe thứ hai được trang bị với động cơ 2.0 turbo. Cutin này thì nó phù hợp với những anh chị kết hợp đi gia đình và kinh doanh dịch vụ. Nó một dòng xe phân khúc 7 chỗ giá hợp lý. Nó không rẻ như Xpander cũng như là xe Velos, nhưng mà cảm giác lái của Cutin và cái phân khúc Cutin hoàn toàn là cao hơn hai chiếc xe đó. Giá bán của Cutin thì bọn em công bố luôn cho quý hàng. Ở đây thì là bản tiêu chuẩn được bán với mức giá là 820 triệu, giảm còn 790. Bản đặc biệt là 915 triệu, giảm còn 880 triệu. Và bản cao cấp thì là 974 triệu, giảm còn 938 triệu. Cutin thì anh chị có thể sử dụng trong những cái trường hợp như là mình chạy dịch vụ và đi gia đình. Nó là dòng MPV tiện lợi, được trang bị những cái công nghệ hoàn toàn đầy đủ. Trên phiên bản cao cấp thì hoàn toàn đầy đủ như một chiếc Hyundai Santa Fe. Thậm chí là hàng ghế sau của Cutin phiên bản cao cấp, bạn em còn có tính năng là thư giãn và sưởi và làm mát, sạc không dây cho hàng ghế phía sau. Đó, Cutin thì được trang bị 100% là nút bấm. Và có nội thất thì là tông nội thất màu đen, kèm những cái đường chỉ kem rất là hài hòa. Thiết kế Cutin rất là đẹp, theo cá nhân em rất là đẹp. Đấy, vì là cần số nút bấm cho nên tất cả các phiên bản đều có lệnh chuyển số vô lăng này. Màn hình cảm ứng này thì sẽ tích hợp hết các phím bấm như là điều hòa, quạt gió, mà tính năng là giải trí, kết nối Bluetooth, vân vân. Hyundai Cutin thì ngồi hàng ghế sau thì thường sẽ sướng hơn hàng ghế trước. Hàng ghế sau thì ở bên bản tiêu chuẩn này thì nó chỉ là được trang bị với tính năng chỉnh cơ bình thường thôi. Còn lên phiên bản đặc biệt và cao cấp thì nó sẽ là được tính năng chỉnh điện và có thư giãn, làm mát, sưởi ấm cho hàng ghế phía sau. Cutin thì nó sẽ có một cái đường thông xuống hàng ghế phía sau. Đây em sẽ bật đèn lên cho mình. Đó, cái đèn nó thiết kế rất là tinh tế. Đó, cái hàng ghế phía sau thì cũng rất là rộng. Hàng ghế thứ hai của Cutin đó là hai ghế độc lập. Thì ngồi hàng ghế Cutin này thì sẽ cho cảm giác thư giãn rất là tốt, tiện dụng. Cái bậc lên xuống của Cutin này, bước lên cũng rất là nhẹ nhàng và nó không quá cao. Xe thì được trang bị đa dạng về động cơ và có cái dung tích động cơ phù hợp 1.5 lít turbo, thì vấn đề tiêu hao nhiên liệu cũng rất là tốt. Trên Cutin thì chúng ta sẽ có những cái điểm nổi bật như là hệ thống Hyundai Smart Sense và những cái cửa lùa, cửa trượt như này. Còn thứ hai rất là thích, thưa quý anh chị. Hiện tại bên em có chương trình hỗ trợ trả góp cho Cutin, thì từ 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa 8 năm, lãi suất ưu đãi nhất bây giờ thì rơi vào khoảng là gần 8%, cố định trong vòng 3 năm. Đó, quý anh chị quan tâm đến Cutin thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.